Trang xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm qua mình lót gạch ở dưới nhà tắm nè, mình lót 2, 1, 2, 3 hàng rồi đó. Mình lót cũng đẹp. Tự mình khen mình cho đỡ buồn. Nay mình tiếp tục còn phần còn lại cho nó xong. Còn chỗ cái lỗ này về cho ổng cắt, ổng gắn sao đi. Gắn chỗ nào bằng phẳng, không có cắt. Lót trước. Giờ mình tiếp tục lót. Còn 3 hàng nữa. 3 hàng nữa, nối tiếp cái này nè. Cho nó xong với phần dưới. Xong còn đi ốp tường, nó vòng vòng hết ốp tường. Hôm nay cũng đi làm xa rồi, mình ở nhà mình tiếp tục lót, không có ai theo dõi, lắp nháp. Còn... hôm nay là một rừng một cọp, không có ai làm phiền hết, tự làm xếp làm chủ mình luôn. Làm này giống chơi nhà chòi quá, dít chét. Nghĩ nhỏ nhớ nha, chơi nhà chòi, nắng đất sét. Cái chỗ này đáng lẽ lót ngang trở lại, lót dọc. Cái rãnh nó đi xuống đây, mà ông đòi lót dọc vậy, lót đại. Nước mai mốt sao nó không có dốc nhiều. Không có dốc nhiều xuống cái lỗ, kệ làm theo ý ổng đi. Mình lót dọc trở lại, chứ không có lót thẳng ngang giống vậy. Cái khung này là mình lót dọc trở xuống. Mấy cái lót gạch này mình để ý mua con, mua xi măng cái hiệu gì, loại gì. Về cái mình pha nước, cái mình lót, mình thấy cũng dễ đơn giản chứ nó đâu khó đâu. Cái gì cũng có sẵn hết. Về mình chỉ có ý mình gắn mình cho nó ngay thôi. Chứ mình chuyện gì mình làm được, mình làm chứ không nhà đâu có chuyện gì làm. Mình sửa nhà hay làm nhà gì là tự mình làm, ít có thuê người. Mình biết, mình không biết, mình mở trên mạng mình coi người ta chỉ đồ đó, cũng đơn giản chứ. Bởi làm nhà mình với ổng làm chứ không có thuê ai hết. Sau mấy tiếng đồng hồ cặm cụi, mình cũng xong. Xong cái đuốt, còn cái chỗ cái lỗ đó đợi. Đó mình cắt gạch không được. Rồi có người cắt gạch và lót tiếp. Này mới lót cho nó khô xong mình mới đi dùa, mình mới chám. Lần đó mình chám khi dùa còn chỗ cái lỗ này cắt, có máy cắt, mình không có biết cầm cái máy cắt cho đứt cái tay. Lót cái nào không có cần cắt thì mình lót trước. Còn cái chỗ cắt này để lót sau. Làm xong rồi đó.
còn mấy cái chỗ cắt cắt gạch mới lót được. Kệ, để gì em lót mấy cái chỗ này đi. Hôm qua mình lót xong rồi, bữa nay mình nó khô rồi, mình chán mấy cái lỗ này nè, chán mấy cái đằng này lại. Đi do, đây đi do. Để nước cho nước ướt. Cho nó ướt xong rồi cái mình chán mấy cái lỗ, cái hàng này lại. Để nó cái dấu. Đi do này nè, đáng lẽ mua cái sắt đi do riêng có nhiều màu trùng với gạch, mình lấy cái con này mình chám luôn, khỏi phải mua nữa, ít mà mua cái sắt mắc công, mình chám cái này luôn nó cũng được, cũng sạch, cái màu ghi nó sạch. Cái này mình mua sáu bắc kê gạch, mình làm hết 4 rồi, còn dư hai cái bắc kê gạch để nữa mình lót bên kia. Chắc mình phải mua thêm 2 bắc kê nữa, 6 bắc kê gạch với 2 cái bao xi măng này chưa được 100 euro. Mình tự làm nó rẻ, có mấy trăm là cái nhà tắm xong. Mình ở nhà mình làm, mình nóng ruột đợi ẩm tới nguyên tuần thứ bảy chủ nhật mới về làm, không có nhiều hết. Mình ở già mình tranh thủ mình làm. Mình chám cho đều hết qua, mình đợi chút xíu cho nó khô. Xong cái mình lấy cái đồ mình lau sơ liền. Để lau khô là khó lau lắm. Mấy cái con này lau khô là nó cứng, khó lau. Mình phải đi mua mấy cái đồ này, mình phải mà biết đọc biết chữ, chứ thôi mình không biết là mình không có mua được đâu. Con này là cũng có loại con ở trong nhà, loại con ở ngoài sân. Gạch cũng vậy, gạch lót ở trong nhà, lót gạch lót ở ngoài sân. Ở ngoài sân nó có tiết, có đồ lạnh, nó gạch nó phải chắc hơn, chứ không thôi nó nứt. Con có nhiều loại con lắm, mình phải biết mình lựa. Mình mua đồ mình làm nhà, nếu mà mình mua quen mình có kẹt đồ thì 3 tháng mình đổi được cũng được, còn không thì 1 tuần là mình đổi đi đổi, chứ không qua tuần là mình đổi không có được. Bởi mình mua cái gì mình tính cho kỹ, nó không có dư nhiều, dư ít ít thì được, dư nhiều quá nhiều khi mình mua mình để đó lâu quá mình không làm nó hết hạn, mình làm là nó dư mình phải bỏ. Bởi làm nhà tính mua gì làm trước thì mình phải mua trước. Cái nào làm sao tới đâu mình mua tới đó. Nhà mấy cái vật tư mình thấy nó có rẻ hơn tiền công. Tiền công mà cái nhà tắm với cái này mình mướn nó là nó đòi 2.000 mấy 3.000 không nó làm. Mấy cái này làm dễ ợt, mình thấy qua 1 lần là mình làm được. Thấy qua 1 lần là mình lót được. Ở đây mình thấy mấy cái gạch nhà tắm này nè, nó không có nhiều kiểu. Ở đó ở Việt Nam mình thấy người ta bán nhiều kiểu bông đồ này kia đẹp lắm. Còn ở đây mình thấy nó đơn giản lắm, màu không. Nhà tắm mình lựa cái màu xám xám, với cái nhám nhám mình đi nó không có bị té. Có cái lỗi trơn,
cái loại nhám nó không có nhiều gạch, nó không có đẹp. Lấy đại làm cho nó xong chứ mình không có thích mấy cái gạch ở đây. Ở đây nhà thường sàn nhà thì người ta làm bằng gỗ, gỗ là nhiều, còn gạch người ta chỉ sử dụng trong toilet, nhà tắm với ở ngoài, chứ trong nhà mình cũng ít thấy người ta lót gạch lắm, lót dáng là nhiều.